và đặc biệt là trên băng ghế huấn luyện của Philippines là Sven Goran Eriksson. Trên màn hình của quý vị là đội hình xuất phát của đội chủ nhà. Chân giữ khung thành là thủ môn mang áo số 15 Michael Fakensgaard, số 3 Carlos de Muga, số 8 Manuel Ott, số 10 Philip James Young Husband, số 14 Kevin Ingresso, số 17 Stefan Schwab, số 21 Martin Stieber, số 26 Jovin Bedic, số 29 Patrick Rechel, số 30, số 31 Adam Thun và số 33 Alvaro Silva. Còn đây là đội tuyển Việt Nam của chúng ta với Đặng Văn Lâm trong khung thành. Ba cầu thủ đá thấp nhất ở hàng phòng ngự là Quế Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh. Văn Hậu và Trọng Hoàng sẽ là những người đá ở hai biên, hỗ trợ cho cả phòng ngự lẫn tấn công. Trong khi đó thì Hùng Dũng và Đức Huy sẽ có trận thứ hai liên tiếp đá chính cùng nhau ở trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ khác trên hàng công ngày hôm nay sẽ là sự trở lại của Anh Đức. Phan Văn Đức cũng xuất hiện ngay từ đầu để đá chếch sang bên phía cánh trái và Quang Hải được giải phóng để đá lệch sang biên phải. Tất nhiên vị trí của cả Anh Đức cũng như là của Quang Hải và Phan Văn Đức sẽ có một sự linh hoạt rất lớn khi mà những cầu thủ của chúng ta đá cao nhất trên hàng công đều là những gương mặt có lối chơi đa dạng và đá được ở nhiều vị trí. Nhưng rõ ràng với những con người mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng thì sự chắc chắn đặc biệt là ở tuyến giữa được ưu tiên hàng đầu trong trận đấu ngày hôm nay. Đội tuyển Philippines ra sân ở trận đấu này với 4 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Đức, 2 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha, 2 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Anh. Một đội hình châu Âu thực sự. Trong khi đó thì ông Park Hang-seo như thường lệ có những phút đầu trận rất trầm ngâm. Trái ngược hẳn với Sven Goran Eriksson, một người đã từng là thầy của những danh thủ nổi tiếng thế giới như Hernan Crespo, Pavel Nedved, David Beckham, Gerrard hay Rooney, ngày hôm nay sẽ đối đầu với huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã từng làm nên kỳ tích cùng với huấn luyện viên Khúc Sĩ Đình tại World Cup 2002. Giải đấu mà ông Sven Goran Eriksson là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh. Philippines là một đội bóng được đánh giá cao với một đội hình rất dày dặn kinh nghiệm. Tuổi đời trung bình của cao thủ Philippines lớn hơn rất nhiều so với tuổi đời trung bình của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại giải năm nay. Cầu thủ mang áo số 14 trên màn hình của quý vị, Ingresso, là một trong những người trẻ nhất ở đội hình đá chính ngày hôm nay. Và anh 25 tuổi. Trong khi đó, người cao tuổi nhất ở trên sân bên phía Philippines chính là Alvaro Silva. Hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines, trận đấu mà chúng ta phải làm khách, đã được bắt đầu. Như vậy ở những phút đầu trận thì Phan Văn Đức sẽ đá chếch sang bên phía cánh phải, Quang Hải sẽ đá lệch trái. Vừa rồi là tình huống chạm bóng của Martin Stieber, một người sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ. Phan Văn Đức, pha chạm bóng của Đức Huy. Kinh nghiệm của đội tuyển Philippines sẽ là một yếu tố mà chúng ta dè chừng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bù lại, đội tuyển Việt Nam sẽ có sức trẻ và sức bùng nổ. Hơn thế nữa, đây là một đội hình đã thi đấu cùng nhau trong suốt cả năm nay. Và huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có khả năng gây ra bất ngờ với đối thủ ngay từ khi bóng chưa lăn bằng việc sắp xếp đội hình. Không phải Công Phượng hay Xuân Trường, những cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên giới truyền thông Đông Nam Á và châu Á là những người đứng đá chính, mà ở hàng tiền vệ là Đức Huy và Hùng Dũng. Sự bất ngờ còn đến từ phòng họp báo khi ngày hôm qua ông Park Hang-seo đưa thủ môn Bùi Tiến Dũng đi họp báo cùng mình. Dù hôm nay Bùi Tiến Dũng không phải là người bắt chính, pha chạm bóng của Hùng Dũng. Đường chuyền của Quang Hải, bóng đến chân của Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu trở lại, Anh Đức trở lại là những sự khác biệt so với đội hình xuất phát ở trận gặp Campuchia. Trọng Hoàng, pha chạm bóng không như mong muốn của cầu thủ áo số 8. Đó là một tình huống mở bóng rất thoáng của Đức Huy. Sự có mặt của Đức Huy và Hùng Dũng ở khu vực giữa sân sẽ hỗ trợ cho Trọng Hoàng và Văn Hậu, bởi vì Philippines là một đội bóng mạnh ở hai biên và hai cầu thủ của chúng ta sẽ có những sự hỗ trợ cần thiết để không bị quá mệt mỏi khi phải tham gia vào những tình huống tranh chấp hay quá phần lùi sâu và ảnh hưởng đến chất lượng trong những pha phối hợp tấn công.
Đứng trong khung thành của đội tuyển Philippines giờ đây không còn là Neil Etheridge, người đang chơi giải Ngoại hạng Anh, mà là Phonkas Gat. Đường chơi của Quang Hải. Nỗ lực của Anh Đức. Anh Đức vừa chạm trán với Alvaro Silva, một cầu thủ đã từng thi đấu tại V-League và rất hiểu các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Alvaro Silva không có mặt trong hai trận đấu đầu tiên của Philippines ở giải năm nay. Và một trong hai trận đấu đó thì Philippines đã để Timor-Leste ghi tới hai bàn thắng. Nhưng khi Alvaro Silva được thi đấu thì chất lượng phòng ngự của đội tuyển Philippines đã được cải thiện đáng kể. Dễ hiểu thôi vì Alvaro Silva cao tới 1m87, từng chơi cho cả Malaga của Tây Ban Nha. Bedic, người vừa xuất hiện trên màn hình của chúng ta, là cầu thủ duy nhất trong đội hình đá chính ngày hôm nay của đội tuyển Philippines, sinh ra và lớn lên tại Philippines. 10 cầu thủ còn lại đều sinh ra ở châu Âu. Một trận đấu mà đúng là chúng ta đang đối đầu với một đội tuyển châu Âu. Nếu như ngày hôm nay đội tuyển Philippines có được đầy đủ đội hình thì chưa chắc Bedic đã có suất đá chính ngay từ đầu, dù đây là cầu thủ đã từng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Thái Lan. Đây là Silva, cầu thủ đã từng có 4 bàn thắng trong áo câu lạc bộ Hà Nội năm 2017 tại sân chơi V-League. Còn đây là Finn Young Husband, một cầu thủ kỳ cựu của bóng đá Philippines. Rất tốt. Đội tuyển Việt Nam đã luôn duy trì được sự bọc lót cho nhau một cách hợp lý trong suốt những trận đấu vừa qua tại AFF Cup. Pha chạm bóng của Trọng Hoàng. Quang Hải và Phan Văn Đức, bộ đôi đã chơi ăn ý cùng nhau ở trận đấu gặp Campuchia, tiếp tục được tin tưởng cho những vị trí trên hàng công cùng với Anh Đức trong trận đấu ngày hôm nay. Quang Hải là một trong 4 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã chơi trọn mọi phút ở vòng bảng bên cạnh thủ thành Văn Lâm, trung vệ Đình Trọng và trung vệ Duy Mạnh. Đường truyền của Văn Hậu. Philippines đang tập trung ở tuyến giữa. Rất tỉnh táo đó là Phan Văn Đức. Đó vẫn lại là sự can thiệp của Alvaro Silva. Và bây giờ là sự áp sát. Đội tuyển Việt Nam đang pressing tầm cao. Đang có 5 cầu thủ của chúng ta có mặt bên phần sân của Philippines. Và nỗ lực của Trọng Hoàng mang về cho đội tuyển Việt Nam một quả đá phạt. Những gì mà chúng ta đang thấy đội tuyển Việt Nam thể hiện là hoàn toàn hợp lý. Các cầu thủ Philippines có chiều cao và có kinh nghiệm, nhưng bù lại họ đã nhiều tuổi. Và sự xoay sở là rất chậm ở trong những sự áp sát liên tục từ phía những cầu thủ có khả năng cản lướt tốt như là Anh Đức hay vừa rồi là Trọng Hoàng. Anh Cường có thể thấy trong tình huống vừa rồi rất rõ ràng, đội bạn có thể cao to hơn chúng ta nhưng chúng ta nhanh hơn. Và Trọng Hoàng vừa rồi đã phán đoán tình huống cực hay để dướn người một chút và buộc đối phương phải phạm lỗi. Những quả đá phạt ở những tình huống như thế này của Quang Hải là rất lợi hại, nhất là khi chúng ta có cả những người có khả năng đánh đầu tốt như Đoàn Văn Hậu. Và hãy chờ đợi quả đá phạt này của Quang Hải. Hùng Dũng rất nỗ lực. Quang Hải luôn rất nhanh. Đó là một pha xử lý khôn ngoan của Duy Mạnh. Nó vừa giúp cho chúng ta tránh khỏi một tình huống phản công của đội bạn và cũng tạo ra một nhịp thi đấu phù hợp khi mà Philippines rất chờ những khoảng trống ở phía trên để mở những đường bóng dài. Đội tuyển Philippines đang gặp phải sức ép lớn và không thể kiểm soát được tuyến giữa cho đến thời điểm này, nhờ một hàng công của đội tuyển Việt Nam đang chơi tốt và áp sát một cách liên tục. Đội bạn đang có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn chúng ta, 60%.
nhưng đó không phải là điều quá quan trọng trong cách xây dựng lối chơi của Park Hang-seo. Phan Văn Đức, bóng không tới được vị trí của Quang Hải, rất quyết liệt. Vừa rồi là sự quyết liệt của Đoàn Văn Hậu, lại là sự áp sát. Nhưng hãy chờ đợi một tình huống mà chúng ta lui về để tham gia phòng ngự khi mà Philippines chuyển trạng thái cũng rất nhanh. Đó là sự lợi hại của đội bóng này. Rachel là người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Philippines tại giải đấu lần này, bàn thắng vào lưới của đội tuyển Singapore. Và vừa rồi chính cầu thủ này đã có một pha dứt điểm. Đó là một tình huống chuyền bóng dài sang vị trí của cầu thủ mang áo số 29 đội tuyển Philippines. Một pha bóng đáng chú ý và có tính điển hình rất cao ở trong việc bố trí tấn công của Philippines ở giải năm nay. Nó thể hiện sự hiện đại. Một pha phất bóng từ cánh trái sang và chúng ta thấy là Finn Giang Hasben đứng ở một vị trí buộc Quế Ngọc Hải không thể theo sát Rachel, tạo ra khoảng trống cho số 29 tung ra một cú dứt điểm. Những tình huống theo kiểu nhát bột như vậy cũng có khả năng gây cho đối thủ bị bất ngờ và chống trả không kịp. Đó là cách chơi quen thuộc của Philippines, cách chơi từng giúp cho họ làm nên những điều khó chịu trước đội bóng mạnh là Thái Lan. Người đang có bóng là Hùng Dũng, Duy Mạnh. Suýt đưa bóng đến vị trí của Phan Văn Đức. Vị trí của cặp song Đức, Phan Văn Đức và anh Đức là rất linh hoạt. Đường chuyền của Đức Huy. Đức Huy đã mất chủ khi nỗ lực thực hiện một pha phất bóng dài cho anh Đức. Anh Cương có để ý thấy ngày hôm nay ông Park Hang-seo đang sử dụng những cầu thủ có điểm mạnh là chơi ít chạm và xử lý nhanh những tình huống như là anh Đức, như là Phan Văn Đức và kể cả Quang Hải. Mỗi khi có cơ hội thì các cầu thủ này sẽ thực hiện những đường chuyền hay những pha dứt điểm ít chạm ngay, chứ không thực hiện rất nhiều những tình huống dây dắt. Đó là một điều bắt buộc khi mà chúng ta đang đối đầu với một đội bóng với phần lớn cầu thủ sinh ra và lớn lên tại châu Âu. Họ có cách chơi bóng hiện đại và có chiều cao thể hình tốt. Chỉ cần một nhịp chậm thôi là có thể khiến chúng ta mất đi thời cơ, nên mọi thứ phải diễn ra rất nhanh. Vẫn là đội tuyển Việt Nam. Young Hasben. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang chơi pressing tầm cao, nhưng cũng cần phải đề phòng khi đội bạn thoát pressing thì sẽ là những pha mở bóng dài, mà tình huống tấn công trước đó với pha dứt điểm của Rachel là một lời cảnh cáo. Finn Giang Hasben đã có một tình huống va chạm mạnh ở trận đấu gặp Indonesia, nhưng đội trưởng của Philippines vẫn kịp bình phục và góp mặt ngày hôm nay. Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, vẫn đang là Đoàn Văn Hậu, một đường chuyền dài. Một hai đường chuyền và một tình huống dứt điểm một chạm, anh Đức đã xuất hiện như từ dưới đất chui lên để ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Quá tuyệt vời khi chúng ta có được bàn thắng mở tỷ số, và sự bùng nổ đang đến từ các cổ động viên có mặt ở Panat và có lẽ ở trước những màn hình TV tại Việt Nam của chúng ta. Một tình huống mà Phan Kasgat chỉ còn biết tự trách mình thôi, nhưng nó là một kết quả tất yếu. Một chiến thắng bằng cái đầu của Park Hang-seo, bằng lối chơi cực kỳ thông minh của chúng ta. Xem lại tình huống này thì hẳn chúng ta sẽ đều có đồng quan điểm rằng đó là chúng ta đã dùng độc để trị độc. Một pha bóng rất châu Âu trước một đội bóng với phần lớn những cầu thủ đến từ châu Âu. Và một pha bóng quen thuộc, cú mở bóng rất dài. Thủ môn đội bạn dâng cao và anh Đức đã có bàn thắng thứ 3 tại giải đấu lần này bằng một pha đánh đầu tuyệt vời. Pha trả bóng đầy cảm giác.
Đường chuyền xuất sắc của Đoàn Văn Hậu ở bên phía cánh trái và nó đã tạo ra bất ngờ rất lớn đối với hàng thủ của đội tuyển Philippines. Một điều đặc biệt khác với Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu không dâng cao quá nhiều cho đến lúc này, bởi bên cánh phải của đội bạn Srop rất mạnh. Nhưng sự lợi hại lại đến từ một pha phất bóng dài của cầu thủ áo số 5 Phạm Văn Đức. Rất mềm mại, không có cầu thủ nào kịp băng vào để ném bóng, dù Quang Hải đã xuất phát rất nhanh. Sự linh hoạt và dẻo dai của các cầu thủ Việt Nam đang được thể hiện từ những pha xử lý cá nhân cho đến những đường truyền và cả pha phối hợp rất hay này giữa Phan Văn Đức và Nguyễn Anh Đức. Và anh Cường à, chúng ta đang phối hợp mềm mại trên một mặt sân không thực sự tốt, nhưng các cầu thủ vẫn rất tự tin nhờ kỹ thuật tốt và khả năng di chuyển hay của mình. Các cầu thủ Philippines đúng là có chiều cao và thể hình tốt, nhưng đổi lại thì đội bóng này xoay sở chậm. Và thực sự bàn thắng của anh Đức là một gáo nước lạnh đối với đội chủ nhà. Chúng ta lại ghi bàn như cách chúng ta đã từng đánh bại Malaysia. Mọi thứ đã qua đi. Hai tiền vệ trung tâm là Đức Huy và Hùng Dũng đang chơi tốt. Các cầu thủ còn lại cũng gây ra bất ngờ cho đối thủ bởi khả năng áp sát liên tục của mình. Một tần suất thi đấu với cường độ rất cao được các cầu thủ của chúng ta thể hiện dù đang phải thi đấu trên sân khách trước một đội bóng rất mạnh về mặt thể hình. Anh Đức đúng là gừng càng già càng cay. Lão tướng 33 tuổi đã có một pha đánh đầu tuyệt vời. Biết trái bóng đi đâu và có sự ngăn chặn kịp thời. Hùng Dũng. Duy Mạnh. Vị trí Quang Hải đang là một vị trí rất linh hoạt. Cú mở bóng dài cho Phan Văn Đức. Một lối chơi rất phù hợp. Chúng ta có thể thua thiệt trong những cuộc đua tay đôi. Và những pha phất bóng dài ở những thời điểm đầy bất ngờ với đối phương là cách để chúng ta thoát ra khỏi sự đeo bám đó. Và sẽ rất lợi hại khi các cầu thủ của đội bạn đôi khi chậm chạp. Quan sát các trận đấu của đội tuyển Philippines ở vòng bảng thì ít khi tôi thấy ông Sven Goran Eriksson lại đứng ngồi không yên như những gì ông đang trải qua ở trận đấu này. Philippines vẫn vậy, vẫn là những đường bóng dài sang hai biên. Không khác gì mấy so với lối chơi của đội bóng này qua những cuộc so tài ở vòng đấu bảng. Nhưng hiếm khi các cầu thủ áo trắng có thể tiếp cận thật gần đối với khung thành của Đặng Văn Lâm. Đức Huy. Đường chuyền của Hùng Dũng. Đoàn Văn Hậu. Rất nhanh, quyền kiểm soát bóng của chúng ta đã xuất sắc hơn trong những phút vừa rồi, 52% so với 48% của đội chủ nhà. Dường như là các cầu thủ ở phía dưới của đội tuyển Việt Nam luôn rất sẵn sàng thực hiện những đường bóng dài. Chúng ta đã thành công một lần với tình huống chuyền bóng của Đoàn Văn Hậu cho Nguyễn Anh Đức. Và các cầu thủ còn lại đều rất sẵn sàng thực hiện những pha bóng như vậy. Pha bóng thành công của chúng ta có thể là một bất ngờ, nhưng nếu sâu chuỗi lại quá trình dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với đội tuyển Việt Nam thì đó lại là một phương án tấn công tương đối phổ biến. Bàn thắng vào lưới của Siri ở ASEAN vừa rồi với pha kết thúc cuối cùng của Văn Toàn cũng là một pha bóng dài như thế. Trước đó là một pha chạm bóng của anh Đức, bóng bật ra và Văn Toàn có mặt rất nhanh. Hay rất nhiều những bàn thắng khác từ vòng chung kết U23 châu Á cho đến giải đấu AFF lần này. Những bàn thắng xuất hiện từ cánh trái với người chuyền bóng là Văn Hậu. Tại ASEAN thì cầu thủ đã phất một pha bóng dài lên phía trên là Bùi Tiến Dũng, trung vệ đang ngồi trên băng ghế dự bị của chúng ta. Trọng Hoàng. Hùng Dũng. Và can thiệp đúng lúc của Quế Ngọc Hải. Anh Đức.
Đức Anh đã vượt qua được cầu thủ của đối phương. Tuyệt vời! Trọng Hoàng hơi mạnh một chút nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Bóng lên chân của Văn Hậu. Sự nhanh nhẹn của chúng ta đã giúp cho đội tuyển Việt Nam biến những tình huống thất thế thành lợi thế cho mình. Tôi đã chờ đợi một cú tạt bóng của Trọng Hoàng giống như cách mà cầu thủ số 8 của chúng ta đã tạo điều kiện để Tiến Tình ghi bàn vào lưới của Campuchia. Rất tiếc đó là một cú chuyền bóng ở gần khu vực 16m50 nên thành ra nó hơi thừa lực. Gần 20 phút của trận đấu đã trôi qua, đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đội tuyển Philippines với tỷ số là 1-0. Và những gì đã diễn ra trong trận đấu ngày hôm nay tiếp tục cho thấy khả năng xây dựng một đội bóng có thể kiểm soát thế trận của huấn luyện viên Park Hang-seo là tốt đến như thế nào. Đường chuyền dài của Duy Mạnh. Alvaro Silva rất hiểu Quang Hải. Trả lời trên trang La Liga nơi Alvaro Silva từng thi đấu thì cầu thủ này coi Quang Hải là người có phong cách chơi giống Isco. Và vừa rồi thì chính Silva cũng đã rút kinh nghiệm từ những đồng đội của mình trước đó khi để cho Quang Hải hoặc những cầu thủ Việt Nam của chúng ta nhanh hơn đoạt được bóng. Silva vừa rồi đã dùng cơ thể lực lưỡng của mình để che bóng và khiến cho Quang Hải không thể giữ người để kiểm soát được tình hình. Lỗi của Quang Hải. Ông Abdulrahman trọng tài người Qatar đã rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Quang Hải sau tình huống phạm lỗi vừa rồi. Một trong những trận đấu hay nhất cho đến hôm nay trong sự nghiệp Quang Hải là trận đấu trước U23 Qatar. Hai bàn thắng vào lưới U23 Qatar đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua đội bóng này để góp mặt ở chung kết của giải đấu hồi đầu năm. Và tranh chấp quyết liệt của Quang Hải đối với cầu thủ đối bạn. Trước đó thì Ingresso đã có động tác đẩy người với Quang Hải. Trong cách chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng cho đội tuyển Việt Nam, từ đội U23 cho đến đội tuyển quốc gia, thì các cầu thủ đều cùng tổng lực để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Khi cần phải phòng ngự thì cả Quang Hải lẫn Anh Đức đều sẵn sàng lùi về chống bóng bổng, tham gia vào những pha tranh chấp, và khi tấn công thì chúng ta thấy có cả những cầu thủ phòng ngự như là Bùi Tiến Dũng, như là Đình Trọng hay là Đo Văn Hậu. Và điều đó khiến cho cao thủ của chúng ta duy trì và phân phối được thể lực của mình trong suốt một quãng thời gian dài của trận đấu, và giúp cho chúng ta luôn có được sự chủ động về mặt lối chơi của mình. Nhờ sự phân phối tốt đó mà trọng tài cũng đúng ra phải thổi phạt được tình huống vừa rồi. Quả đá phạt góc cho đội chủ nhà. Nhưng chúng tôi cho rằng trước đó đã có một tình huống xử lý đúng ra phải bị thổi phạt của tiền vệ cánh đội bạn. Đó là Stephen Strop. Stephen Strop sinh ra tại Đức và đã từng chơi cho câu lạc bộ Eintracht Frankfurt. Đây là một tình huống mà thủ thành Đặng Văn Lâm và các cầu thủ của chúng ta sẽ phải hết sức đề phòng. Martin Stuber sẽ là cầu thủ thực hiện cú đá phạt góc này dành cho đội tuyển Philippines. Áp lực lớn đầu tiên đến từ một pha bóng cố định từ phía đội chủ nhà. Rất tốt, chúng ta đã giải nguy.
Lỗi việt vị của cầu thủ bên phía đội tuyển Philippines, đội trưởng Finjang Husband. Đối mặt với một đội bóng với nhiều cầu thủ có chiều cao tốt luôn là thách thức trong những tình huống không chiến như vừa rồi. Nhà phòng ngự chúng ta đã chơi rất tập trung. Những tính toán về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo đang phát huy tác dụng đến lúc này trong cuộc đấu trí với Sven-Goran Eriksson. Rất nhiều những pha bóng dài chính xác của chúng ta được thực hiện. Quá hay! Đó là một pha bóng rất hay. Chỉ có 3 nhịp mà thôi. Một cú phất bóng từ phần sân nhà của Duy Mạnh. Sau đó là Đoàn Văn Hậu. Và ngày hôm nay thì Đoàn Văn Hậu lại đang đóng vai trò là nơi bắt đầu cho những tình huống lợi hại nhất của đội tuyển Việt Nam, với một tình huống quan sát tuyệt vời. Và Quang Hải cũng rất ấn tượng trong tình huống di chuyển để vượt qua sự chậm chạp của Martin Stiebel. Quả thực là đội tuyển Philippines đang gặp khó khăn để phán đoán hướng đi của trái bóng trong những đường truyền bằng chân trái của Đoàn Văn Hậu. Đó là pha phá bóng của Quang Hải, anh Khắc Cường ạ. Từ vòng tứ kết cho tới trận chung kết. Duy Mạnh, Trọng Hoàng, chính xác. Đức Huy, pha chạm bóng của Quế Ngọc Hải. Mặt sân đã khiến cho những phán đoán về tốc độ đi của trái bóng bị ảnh hưởng nhất định. Đó là một giải pháp hợp lý của Đình Trọng, một trong những trung vệ chắc chắn nhất của chúng ta. Trong khi Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh đã lệch thì Đình Trọng đã ở trung tâm và vẫn đang tạo ra một sự yên tâm cần thiết. Những tình huống tranh chấp đang được thực hiện một cách hợp lý. Đức Huy. Bóng bổng được Philippines sử dụng một cách liên tục. Những người hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thì ngoài thủ môn Đặng Văn Lâm thì những cầu thủ còn lại như Đình Trọng, như Duy Mạnh hay là Quế Ngô Hải cũng đều là những chuyên gia bóng bổng. Và tại V-League thì những cầu thủ này đã từng phải so tài bóng bổng và so tài về mặt sức mạnh với rất nhiều những tiền đạo cao to, nên cũng không lạ gì với những pha bóng như vậy. Tín hiệu rất tốt với chúng ta là phần lớn những cầu thủ đang đá chính ngày hôm nay sau thành công của giải U23 châu Á về đều là những gương mặt thường xuyên đá chính ở câu lạc bộ. Đường truyền của Carlos de Muga. Pha chạm bóng sau đó là của Đức Huy. Vẫn là một tình huống an toàn của Văn Lâm. Dù Văn Lâm ít khi phải hoạt động bởi một hàng trên rất tốt tại giải năm nay, nhưng anh vẫn luôn đảm bảo được một sự tập trung và một cái đầu lạnh cần thiết để cản phá và mang đến những tình huống bắt bóng an toàn, đồng thời tạo ra sự yên tâm cho những người đồng đội của mình. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang là đội duy nhất giữ sạch lưới đến lúc này. Martin Stiebel đang đá tương đối linh hoạt ở vị trí của mình. Philippines đang cố gắng để tăng cường sức ép. Và chúng ta thấy trợ lý Lưu Đình Tuấn cũng đã ra sát đường biên để mang đến những chỉ thị mới nhất từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Vừa rồi là tình huống phá bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu, một trong những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này. Phòng ngự hay và phát động tấn công cũng xuất sắc. Manuel Nott. Carlos de Muga.
2. Không khác mấy so với những tình huống từ đầu trận đến giờ và ở giải năm nay nữa. Chiều cao 1m88 giúp cho Đặng Văn Lâm tự tin hơn trong những tình huống không chiến với đối phương. Chúng ta đã được nhìn thấy một lối chơi quen thuộc của Philippines trong nhiều năm trở lại đây tại các kỳ AFF Cup. Huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson mới đến cũng chỉ có vài tuần và thật khó để có thể đòi hỏi ở vị huấn luyện viên lừng danh này việc xây dựng một lối chơi mang đúng bản sắc của ông. Và có lẽ vị huấn luyện viên này cũng chỉ có thể chờ đợi ở những sự tỏa sáng của các cá nhân. Trọng Hoàng, đường truyền của Đức Huy, Quang Hải. Bóng hướng từ vị trí của anh Đức. Với sự xuất hiện của Quang Hải và Phan Văn Đức, hai tiền vệ đá lệch biên của chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều sự biến ảo trong cách chơi nhờ sự hoán đổi vị trí và lối chơi rất đa dạng. Những phút đầu trận thì Phan Văn Đức có vẻ như là cầu thủ được nhận bóng nhiều nhất, nhưng người ghi bàn là anh Đức. Còn trong những phút vừa qua thì anh Đức lại là điểm đến trong những đường truyền, đặc biệt là từ phía Quang Hải. Quang Hải rất chính xác. Một pha xử lý bóng tốt nhưng đường truyền là hơi nhẹ dành cho Phan Văn Đức. Sự biến ảo không chỉ đến từ cách mà Phan Văn Đức và Nguyễn Anh Đức hoán đổi vị trí cho nhau, đôi lúc là những tình huống xâm nhập bất ngờ của Quang Hải. Trọng Hoàng rất tốt. Đó là một tình huống tranh chấp đòi hỏi sức mạnh. Và trong những pha bóng như vậy thì Trọng Hoàng rõ ràng là không ngán cầu thủ nào cả. Một pha bóng giàu sức mạnh của Trọng Hoàng đã giúp anh chiến thắng được Bedic. Bedic là cầu thủ duy nhất ngày hôm nay không phải là cầu thủ được sinh ra ở nước ngoài của đội tuyển Philippines. Hơn 30 phút đã trôi qua và sự hợp lý trong lối chơi cùng sự tỏa sáng của cá nhân đã giúp đội tuyển Việt Nam đang duy trì cách biệt một bàn. Đội tuyển Thái Lan thậm chí cũng không thể đá hay được như thế này trước đội tuyển Philippines. Trong trận đấu ở vòng bảng thì Philippines đã thể hiện một sức ép rất lớn đối với đội tuyển Thái Lan và tạo ra nhiều cơ hội trước đối phương. Nhưng trong trận đấu ngày nay thì từ hàng công cho đến tuyến tiền vệ với hai cầu thủ đá ở vị trí trung tâm có khả năng thổi bóng tốt. Và hàng phòng ngự cho đến lúc này vẫn đang chơi rất kỷ luật, đang giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra một hệ thống phòng ngự gồm nhiều lớp. Và khi mà Philippines chỉ còn biết chơi bóng dài thì chúng ta cũng đã không khó khăn để ngăn chặn những tình huống như vậy. Anh Đức đang nằm sân. Ở Việt Nam tại giải vô địch quốc gia thì anh Đức và Silva cũng đã từng đối đầu với nhau. Bắt đầu từ vòng loại Asian Cup 2019, khi đội tuyển Việt Nam lúc đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Mai Đức Chung, anh Đức đã trở lại. Và đó lại là trận đấu mà ông Park Hang-seo dự khán ở sân Mỹ Đình. Và trong tay huấn luyện viên người Hàn Quốc đã có một mũi nhọn quý giá trên hàng công trong cách xây dựng sơ đồ đội hình chiến thuật. Anh Đức là một trong những trung phong cóng điển hình của bóng đá Việt Nam và đã luôn duy trì phong độ tốt trong khoảng gần chục năm qua. Ngoại trừ bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào thì hai pha ghi bàn của anh Đức vào lưới Malaysia và cú chạm đầu ngày hôm nay đều là những pha chạm bóng rất tuyệt vời của những tiền đạo hàng đầu. Thank you.
Tiber, một trong những cầu thủ năng nổ nhất trong đội hình của Philippines từ đầu trận đến giờ. Và bây giờ thì đội bạn sẽ được hưởng một quả đá phạt. Ingreso ngày hôm nay được xếp đá thay cho Strauss. Ingreso cũng là người thực hiện quả đá phạt cho đội chủ nhà. Một tình huống cố định và người của chúng ta sẽ lại phải rất tập trung cho những tình huống bóng bổng. Khó khăn đã qua đi. Người chạy bóng có lẽ là Carlos de Muga. Mạnh liên tiếp vào bán kết của đội bóng này. Trận trên sân đang hơi nghiêng về phía Philippines một chút. Tuy nhiên thì đội bóng này đang thiếu một cầu thủ làm bóng. Và vẫn chỉ là những đường bóng dài hoặc là những tình huống xử lý ở hai biên. Các hậu vệ biên của đội tuyển Philippines cũng có xu hướng dâng cao để tham gia những tình huống chồng biên. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì đội bóng của chúng ta đang bắt vở được tất cả những tình huống như vậy. Cái hay của đội tuyển Việt Nam là chúng ta dồn tuyến rất kịp thời để giúp cho khi tấn công vẫn có đủ hỏa lực và khi phòng ngự vẫn có đủ số đông. Lại là Young Husband. Vẫn là một tình huống ở biên của đội tuyển Philippines và thêm một lần nữa thì đội tuyển Việt Nam lại phòng ngự thành công. Cần phải dành một tràng vỗ tay cho pha bóng vừa rồi của Đình Trọng khi mà cầu thủ này đánh đầu trong tư thế quay lưng. Quang Hải! Quang Hải phải đối mặt với hai cầu thủ hậu vệ của đối phương, trong đó có Alvaro Silva, một người rất hiểu sự lợi hại của Quang Hải. Thêm lần nữa thì anh Đức lại phải nằm sân. Ông Park Hang-seo than phiền với quyết định của các trọng tài nhưng cũng rất tỉnh táo để yêu cầu các trợ lý của mình trở về khu vực ghế ngồi để tránh những sự mất bình tĩnh không cần thiết. Dù lúc này thì anh Đức có vẻ bị đau hơn lần nằm sân trước. Chúng ta đã được theo dõi lại pha qua người rất mềm mại của Phan Văn Đức. Và sau đó là một đường chọc khe nhanh, một quyết định hợp lý của cầu thủ này dành cho Quang Hải. Phan Văn Đức đã có một pha xử lý ấn tượng như vậy để ghi bàn trong trận đấu gặp đội tuyển Campuchia. Như vậy là có vẻ như chấn thương của anh Đức là tương đối nghiêm trọng. Nếu như tìm ra một người thay thế anh Đức lúc này thì có lẽ phù hợp là Tiến Linh. Nhưng ông cũng còn những sự lựa chọn khác trên hàng công như Công Phượng, như Đức Trinh. Hy vọng là anh Đức sẽ vẫn có thể kịp hồi phục và tiếp tục thi đấu vì trong cách xây dựng đội hình hiện tại của Park Hang-seo thì vị trí của anh Đức là hết sức quan trọng. Anh Đức có thể tham gia trực tiếp vào tình huống ghi bàn. Nhưng đôi lúc là cầu thủ hút những cầu thủ của đối phương, tạo ra khoảng trống cho sự xâm nhập của Quang Hải hoặc của Phan Văn Đức. Có lẽ anh Đức đã bị tức ở ngực. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho đến thời điểm này của đội tuyển Việt Nam với 3 pha lập công, Công Phượng và Quang Hải đều đã có được 2 bàn. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống thúc vào ngực của anh Đức đến từ Alvaro Silva. Trọng tài người Qatar, ông Abdulrahman Ibrahim đã bỏ qua khá nhiều những tình huống chơi bóng thô bạo của đội chủ nhà. Rất chính xác.
Pha phá bóng của Quế Ngọc Hải. Các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng có cách giải tỏa sức ép tốt khi họ thường phá bóng ra biên hoặc phá bóng ra những vị trí mà đội tuyển Philippines không thể ngay lập tức tổ chức thêm một đợt tấn công nào khác, hoặc thậm chí những tình huống phá bóng còn là một pha mở ra một đợt tấn công như tình huống đánh đầu trước đó của Đình Trọng, rồi Phan Văn Đức xoay chuyển để mở đường truyền cho Quang Hải xâm nhập vào khu vực cấm địa của đối phương. Mặt sân Panath rõ ràng không phải là một mặt sân thật tốt, và chúng ta đã nhìn thấy nhiều những tình huống va chạm của các cầu thủ hai bên. Ingreso đang là cầu thủ đứng trước quả bóng ở trong tình huống đá phạt này của Philippines, và dường như sẽ lại là một tình huống mẫu bổng nữa. Ingreso. Pha chạm bóng là của Anh Đức. Phản công dành cho đội tuyển Việt Nam chăng? Có thể ông Park Hang-seo đã thở phào khi mà Anh Đức đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Tiến Linh đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng rõ ràng trong một trận đấu căng thẳng như thế này thì kinh nghiệm và sự già dơ cũng như độ hiệu quả của Anh Đức là rất cần thiết. Một pha bóng tương đối hay của đội bạn. Rất hay. Pha xử lý của Trọng Hoàng. Cơ hội cho chúng ta, Quang Hải. Phía trong là Anh Đức. Vẫn là Quang Hải. Một tình huống đã không có được sự hiểu ý nhau tốt nhất giữa Quang Hải và Phan Văn Đức. Hải truyền khi Phan Văn Đức đang di chuyển. Phan Văn Đức. Trọng tài lại không cho rằng đó là một tình huống mà Phan Văn Đức bị phạm lỗi. Đúng là như vậy. Ông Abdurrahman bỏ qua tương đối nhiều những tình huống chơi tiểu xảo của đối phương. Nếu như đó không phải là một tình huống chắn người thì Phan Văn Đức đã có thể thoát ra và có thể đối mặt với thủ môn đối phương. Quang Hải rất tốt. Tiếp tục là một pha phạm lỗi nữa, và lần này xứng đáng là một thẻ phạt sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Philippines. Thẻ vàng thuộc về Martin Stiebel là hoàn toàn xứng đáng khi mà đội tuyển Philippines đang dành cho Quang Hải một sự chăm sóc đặc biệt. Dù Philippines đang tăng cường sức ép dữ dội, nhưng các tuyến đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu bình tĩnh. Thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên là không nhiều. Thêm một đường chuyền dài nữa của Duy Mạnh. Các cầu thủ phòng ngự chúng ta đang rất tích cực mở những đường bóng dài, và phần lớn đều có độ chính xác cao. Bên cánh trái là Văn Hậu, và Duy Mạnh, người đang đá lệch sang bên phía bên phải, cũng thường xuyên có được những pha bóng như thế. Trọng tài cho rằng Hùng Dũng đã phạm lỗi với Manuel Ott. Các cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ở giải năm nay, dù vào sân trong vai trò của một cầu thủ đá chính hay vào sân với tư cách là một cầu thủ dự bị, thường thi đấu rất tự tin và không bao giờ bị ngợp cả, và ngay lập tức tìm được sự ăn ý với đồng đội trên sân. Một lần nữa thì Quang Hải đã lại bị phạm lỗi. Khi Quang Hải có bóng thì lập tức cao thủ Philippines áp sát rất nhanh và tạo ra những tình huống vào bóng quyết liệt.
trên một mặt sân xấu xí là một lối đá xấu xí của đội chủ nhà. Để ngăn cản những cầu thủ kỹ thuật của chúng ta, các cầu thủ Philippines không ngần ngại phạm lỗi. Tình huống bị rất đau trước đó của anh Đức hay những pha bóng mà Quang Hải bị phạm lỗi như thế này có thể dẫn tới những chấn thương rất nặng. Cú đá sau của Manuel Ott. Không phải là một mà đến hai cầu thủ Philippines đã áp sát. Thêm một cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Đoàn Văn Hậu đứng trên. Tiếp tục là Đoàn Văn Hậu. Khá tốt. Đoàn Văn Hậu. Bóng đã hết đường biên ngang. Tưởng như chúng ta lại được chứng kiến thêm một pha tấn công quen thuộc nữa ở bên trái. Với những tình huống dâng cao và chuyền ngược trở lại rất hay của Đoàn Văn Hậu. Philippines là ghi bàn. Đúng là một đội bóng chơi theo kiểu nhát một. Không có nhiều những tình huống nhưng chỉ cần đối phương mất tập trung thì lập tức sẽ có một tình huống lợi hại. Và Finn Young Husband vừa rồi đã thể hiện được sự nguy hiểm của anh với một đường truyền chính xác để cho số 29 Rich Hell ghi bàn. Sven Goran Eriksson tương đối bình thản để đón nhận bàn thắng vừa rồi. Bàn thắng đầu tiên ở một kỳ bán kết AFF Cup của đội tuyển Philippines. Và huấn luyện Park Hang-seo cũng khích lệ các tinh thần của các học trò. Giá như có được một góc hình trước đó từ khi Finn Young Husband nhận bóng thì có được một kết luận tốt hơn, vì có cảm giác như cầu thủ này đã vi vị. Nhưng phải nói rằng đường truyền của đội trưởng đội tuyển Philippines là rất tốt. Trọng tài đã đổi còi kết thúc hiệp 1 trận bán kết giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thế trận của đội tuyển Việt Nam tạo ra trong hiệp đấu đầu tiên là rất tốt và bàn thắng mở tỷ số của anh Đức là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng ở những giây cuối cùng của hiệp đấu thì Philippines đã có bàn thắng của Croatia.
không hề là dễ dàng một chút nào trước một đội tuyển Philippines đá thực dụng và rất rắn ở trận đấu ngày hôm nay. Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, đường truyền lên là rất chính xác, nó giống hệt như những đường truyền dài mà chúng ta đã có được ở trong trận đấu ngày hôm nay để mở ra những đợt lên bóng và cơ hội dứt điểm rất thoáng đạt. Pha trả bóng của Đình Trọng, một hình ảnh của Đình Trọng như chúng ta từng thấy ở trận đấu với Campuchia khi cầu thủ này được đẩy lên đá ở vị trí tiền vệ. Và khi đó thì Đình Trọng cũng chơi rất hay. Một mảnh giấy đã được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa cho Nguyễn Phong Hồng Duy, và dưới ống kính của các phóng viên đài truyền Việt Nam thì chúng ta đã thấy Đình Trọng được xếp đá ở vị trí tiền vệ ở trận đấu đó. Phạm Văn Đức, anh Đức cực kỳ thông minh, không vội bị cuốn vào tình huống đó và đã đoạt lại bóng. Phạm Văn Đức, mười phút vừa qua quả thực là 10 phút kịch tính tại sân Panath. Những diễn biến diễn ra rất nhanh. Một lần nữa thì hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam giải tỏa sức ép bằng sự bình tĩnh và lạnh lùng. Thời gian kiểm soát bóng của đội tuyển Philippines vẫn nhiều hơn chúng ta, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Ở trận đấu mà chúng ta thắng Malaysia thì thậm chí thời gian kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam chưa đến 40%. Nhưng chúng ta có 2 bàn thắng. Số lần phạm lỗi cũng nhiều hơn rất nhiều. Số thẻ vàng là 3-1 nghiêng về phía Philippines. Nhưng điều quan trọng nhất là tỷ số thì đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước, nhưng bàn thắng của Philippines ở cuối hiệp 1 thật sự là một bài học quý giá cho chúng ta về sự tập trung cao độ. Và cho đến những giây cuối cùng trước một đội bóng thực dụng như là đội tuyển Philippines, đó là một bài học vô cùng quý giá. Một tình huống mà tuyến giữa của đội bạn mất sự kiểm soát. Chúng ta đang có 2 bàn thắng trên sân khách. Đây là một lợi thế không hề nhỏ khi luật bàn thắng trên sân khách được áp dụng và đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt về trên sân nhà. Nhiều huấn luyện viên Park Hang-seo vừa rồi vẫn rất tiếc nuối về tình huống không thể ghi bàn của Phạm Văn Đức. Hồng Dũng rất quyết liệt và thành công. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống mà Phan Văn Đức đã thoát xuống, và cái lắc hông rất uyển chuyển của Phan Văn Đức đã giúp anh loại bỏ được Carlos De Muga để mở ra những khoảng trống lớn về phía khung thành của Phan Kessgat. Cú mở bóng dài của Quang Hải, anh Đức, quả đá phạt góc. Không, thủ môn của đội bạn đã kiểm soát tốt tình hình. Michael Phan Kessgat đã từng là thủ môn của các đội trẻ Đan Mạch. Thank you.
Đó là một tình huống chuyền bóng lỗi của đội tuyển Philippines. Pha phối hợp biên tốt của đội tuyển Philippines. Ingresso. Và Lâm xuất sắc. Tình huống mà chúng ta để thua là một tình huống mà Văn Lâm đương nhiên là không thể làm được gì khi Rachel đã dứt điểm vị trí quá thuận lợi. Trong những tình huống khác thì thủ môn áo số 23 của chúng ta vẫn đang tạo nên sự yên tâm. Vị trí đáng chú ý nhất của Philippines là Stephen Strop. Không có lỗi của Đức Huy. Các cầu thủ chúng ta cũng thi đấu quyết liệt, nhưng đó là sự quyết liệt trong khuôn khổ và luôn là những tình huống vào bóng hợp lý và đúng luật. Đã có sự trao đổi giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và người trợ lý Lee Jong-jin, một người mà ông Park Hang-seo nói là bộ não của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói thế sau thành công ở giải U23 châu Á. Ông Lee Jong-jin cũng là người đã đi theo dõi những trận đấu cuối cùng của bảng A, trong đó có trận đấu của Philippines. Tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng và Duy Mạnh quả thực ngày hôm nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và đội bóng của chúng ta vẫn còn những sự lựa chọn chất lượng ở trên băng ghế dự bị. Duy Mạnh. Quế Ngọc Hải. Rất nhiều những đường chuyền dài. Đường chuyền cho Đoàn Văn Hậu. Rất hợp lý. Phạm Văn Đức. Tình huống dâng cao vừa rồi còn có cả Đức Huy nữa. Vẫn là cao thủ áo đỏ. Trận khá giống với hiệp đấu đầu tiên, khi mà đội tuyển Philippines cho thấy một lối chơi thiên về sức mạnh và những đường bóng dài. Nhất là khi James Young-Husband đã vào sân thì những pha bóng như vậy sẽ còn được thể hiện một cách rõ nét hơn. Các cầu thủ chúng ta cũng lùi về rất nhanh. Đường chuyền cho Phil Young-Husband. Rất có thể anh em nhà Young-Husband sẽ là những người đá cao nhất trên hàng công trong thời gian còn lại. Sự thay đổi người sẽ đến với đội tuyển Việt Nam, và lần đầu tiên tại AFF Cup 2018 này thì Hà Đức Chinh sẽ có mặt ở trên sân. Anh sẽ là sự thay thế cho tiền đạo Anh Đức. Chúc mừng Anh Đức với một trận đấu thành công. Bàn thắng mở tỷ số cực kỳ quan trọng. Và một lối chơi quên mình trong suốt quãng thời gian có mặt ở trên sân để tạo niềm cảm hứng cho những người đồng đội trẻ.
Sự già dơ khôn ngoan và kinh nghiệm của anh Đức là lá bài quan trọng trong cách tính của Park Hang-seo. Cái vỗ vai của Park Hang-seo đã nói lên tất cả dành cho tiền đạo áo số 11. Đức Trình đã có những bàn thắng quan trọng ở U23 châu Á. Pha bóng hay và rất dũng cảm, có lẽ là của Trọng Hoàng. Của Đức Huy. Quý Ngọc Hải và Young Husband. Pha chạm bóng cuối cùng là của Đình Trọng. Văn Hậu. Phần nào sức ép đã qua đi. Nhưng bây giờ đang là thời điểm mà đội tuyển Philippines đang tràn lên bên phía phần sân của chúng ta. Hai biên sẽ gặp phải một sức ép lớn từ phía những pha tấn công liên tục của đội tuyển Philippines. Tốt. Tiếp tục là một cú phá bóng của Đoàn Văn Hậu. Nguy hiểm. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Sự ghép ghê gớm được Philippines tạo ra. Và với một tần suất dày đặc những pha lên bóng ở hai biên. Cú dứt điểm của Pisa Husband không có gì khó khăn với Đặng Văn Lâm. Đó là những phút đầy khó khăn đối với hệ thống phòng ngự của chúng ta. Sven-Goran Eriksson đã chính xác khi tung James Husband vào sân. Với cầu thủ này thì đội bạn có thêm một cầu thủ cao to khác để hút những cầu thủ phòng ngự của chúng ta. Dường như là sau khi muốn phá xếp đội tuyển Việt Nam bằng những pha bóng đá giáp và quyết liệt thì bây giờ các cầu thủ của Philippines đang tạo ra những tình huống khoan thẳng vào hai biên của đội tuyển Việt Nam. Lúc này chúng ta có thể nghe thấy rất rõ tiếng của các cổ động viên Việt Nam tại sân Panat. Những thời khắc khó khăn và những sự cổ vũ như vậy là cực kỳ cần thiết. Đức Huy. Đọc tình huống hay, pha xử lý của Văn Hậu. Hà Đức Trinh với sức trẻ của mình sẽ chạy chỗ liên tục và gây ra sức ép với cầu thủ của Philippines nơi hàng phòng ngự. Anh Đức đã thấm mệt khi phải làm nhiều vai trò và đặc biệt là phải đối mặt với những cầu thủ rất to cao và có nền tảng thể lực tốt bên phía đối phương. Đó là còn chưa kể đội bạn sẵn sàng đá xấu. Hình ảnh cho thấy là trong hiệp 1 thì chính anh Đức đã nhận một cú hích cùi chỏ rất mạnh vào ngực của Alvaro Silva. Đó lần thứ hai mà anh Đức phải nằm sân trong hiệp 1. Đây là Stefan Strop. Những trung vệ như là Carlos de Muga cũng đã dâng lên quá nửa sân. Lỗi việt vị của cầu thủ Philippines. Đây là Gridwich, một cựu cầu thủ của đội tuyển Philippines và đang là trợ lý đắc lực, là cánh tay nối dài của những huấn luyện viên ngoại như là Eriksson và Scott Cooper đối với các cầu thủ của mình. Trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Philippines trên sân Mỹ Đình năm 2010 trước đội tuyển của chúng ta, thì bên cạnh bàn thắng của Finn Young-Husband, Gridwich là người ghi bàn còn lại, thậm chí đó là bàn thắng mở tỷ số.
nhịp nhàng cho hàng phòng ngự của Philippines để giải tỏa bớt sức ép cho tuyến giữa và tuyến phòng ngự của đội nhá. Quan trọng Đức Trinh là một cái tên hoàn toàn mới trong những suy tính của ông Sven-Goran Eriksson. Đường truyền của Đình Trọng. Phan Văn Đức. Duy Mạnh. Đây là Hùng Dũng. Những phút giây phối hợp cần thiết để làm giảm tải đi sức ép mà đối phương đang tạo ra. Rõ ràng là đội bóng của chúng ta không có gì phải vội cả và có thể thư thả để đá và làm mất đi nhuệ khí tấn công đang dâng lên rất cao của đối thủ. Đôi lúc đội bạn muốn phá cái chơi đó của chúng ta thì họ sẵn sàng đá rắn đá rát và thậm chí là có cả những tình huống phạm lỗi khi không bóng. Cú đánh đầu rất hay của Đoàn Văn Hậu. Đức Trinh, Hùng Dũng, Đức Huy, Phạm Văn Đức, quá hay. Trọng Hoàng, Đức Trinh, Phạm Văn Đức có những pha qua người rất nhẹ nhàng nhưng thực hiện cực kỳ hiệu quả. Một cầu thủ với lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả của đội tuyển Việt Nam. Thêm một cơ hội của đội tuyển Philippines và thêm một lần nữa thì Đoàn Văn Hậu đã cản phá thành công. Đã có một chút dấu hiệu mất sức và cả một chút mất tập trung. Người dứt điểm cuối cùng là James Young Husband. Và điều cần nhất bây giờ mà Đặng Văn Lâm muốn những đội thi đấu ở phía trên mình có được đó là sự bình tĩnh. Bình tĩnh và tập trung, vì không hiểu sao tình huống này các cầu thủ chúng ta lại khựng lại để mở ra cơ hội cho James Young Husband. Nguyễn Hoài đã đoán sai ý đồ của Đoàn Văn Hậu khi nghĩ rằng Đoàn Văn Hậu sẽ mở một cú bóng mạnh lên. Cú phá bóng của De Muga. Một thế trận rõ rệt ở trong hiệp đấu này khi mà Philippines tăng cường tấn công. Và khi mà cả Trọng Hoàng lẫn Đoàn Văn Hậu đều bị đẩy về sâu sân nhà thì bây giờ đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ chỉ hướng đến những pha bóng nhanh cho Phan Văn Đức và Hà Đức Trinh ở phía trên. Phan Văn Đức. Đức Trinh đang di chuyển. Quang Hải. Phan Văn Đức. Hùng Dũng. Cầu thủ Philippines đang tạo ra một cự ly đội hình tương đối khó chịu để khiến cho các tiền vệ của chúng ta không có được khoảng trống. Nhưng rất đáng chú ý là sau khi thực hiện những đường truyền liên tục ở bên phần sân nhà thì sẽ có một cú phát bóng dài lên phía trên. Không được. Trận đấu đang bước vào một giai đoạn rất quan trọng và cũng rất nhạy cảm. Philippines sẽ tăng tốc trong khoảng 15 phút cuối này. Đó là thách thức nhưng cũng là thời cơ cho chúng ta, thời cơ để mở những đợt phản công như trong tình huống này. Đức Trinh, Phạm Văn Đức và Quang Hải đang di chuyển. Quang Hải đang chờ các đồng đội dâng lên. Rất có thể là ít phút tới đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một sự thay đổi người nữa. Rất hay. Cơ hội đây rồi. Rất đẹp. Đã có sự nắn nót sửa bóng của Đức Trinh.
Nhưng tôi tin rằng nếu như Đức Trình vừa rồi mạnh dạn hơn một chút nữa, dẫn quả bóng sâu hơn một chút thì thời cơ sẽ lớn hơn. Đó cũng là một tình huống mà không cầu thủ nào của Philippines có thể theo kèm Quang Hải. Đội bạn cũng đã phải mất sức rất nhiều khi cố gắng tăng cường sức ép và chạy chỗ liên tục để tìm khoảng trống khi phải đối mặt với một đội hình được bố trí và có cự ly hợp lý của đội tuyển Việt Nam. Còn khoảng 15 phút nữa. Rất tốt. Pha bóng tỉnh táo là của Duy Mạnh trước sức ép đến từ phía Stefan Strop. Trong đội hình của đội tuyển Philippines có nhiều cầu thủ từ 30 tuổi trở lên như là De Muga, như là anh em nhà Young Husband, Stefan Strop, Martin Stiebel hay Patrick Rechel. Adam Tun đã ra nghỉ và thay cho anh là cầu thủ mang áo số 19, đó là Jordan Dijon. Hơn 10 phút nữa, trận bán kết lượt đi sẽ kết thúc. Đức Trinh, Đức Huy, cú mở bóng dài của đội hình Duy Mạnh. James Young Husband, thậm chí đang kèm Đặng Văn Lâm. Bóng điếc đường biên dọc. Bây giờ thì kể cả các cầu thủ Philippines vốn mạnh mẽ cũng đã cho thấy những dư hiệu xuống sức. Sức dướn đã không còn như trước. Và sau khoảng chừng 20 phút thi đấu với một cường độ cao thì nhiều vị trí trên sân của Philippines đang cho thấy sự xuống sức và mệt mỏi. Thật tuyệt vời với những hình ảnh mà các cổ động viên mặc áo cờ đỏ sao vàng tạo ra ở trên sân. Vào dưới sân là Phan Văn Đức. Bây giờ đã có đủ người để tham gia đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng, cú đá. Đó là một pha xử lý quen thuộc của Trọng Hoàng. Ở trận đấu với đội tuyển Lào, Trọng Hoàng cũng đã có một pha xử lý tương tự. Và bây giờ là sự thay đổi người tiếp theo của chúng ta. Phan Văn Đức, một trong những người chơi rất nổi bật ở trên sân, sẽ nhường vị trí cho Công Phượng. Tất nhiên không phải không có những toan tính của huấn luyện viên Park Hang-seo khi tung Công Phượng vào sân trong khoảng 10 phút cuối này. Một trận đấu tuyệt vời của Phan Văn Đức. Không chỉ ghi bàn, không chỉ tạo ra những thời cơ cho đồng đội, cách chơi của Phan Văn Đức còn tạo nên sự thanh thoát rất lớn để biến những ý đồ trên sa bàn của Park Hang-seo thành hiện thực trên sân. Chúng ta sẽ chờ đợi những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo với cặp tiền đạo trẻ trung và ăn ý với nhau ở giải U23 châu Á là Hà Đức Trinh và Nguyễn Công Phượng. Trong khoảng chừng 10 phút cuối, nhiều vị trí trên sân và đặc biệt là nơi hàng phòng ngự của Philippines đã cho thấy những dấu hiệu bị xuống sức. Thì bây giờ những cầu thủ này rất có thể sẽ phát huy được hiệu quả và khả năng hoạt động của mình. Cả
cả hai sự thay đổi mà huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện cho đến rất nguy hiểm. Không vào. Philippines đang cho thấy sự lợi hại rất lớn của mình bằng những pha bóng cực kỳ đơn giản. Và người dứt điểm cuối cùng vẫn là Patrick Rachel. Chúng ta phải rất tập trung trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Chúng ta cùng theo dõi lại đường truyền của Srop. Rachel thoát lên và kịp chạm bóng. Chỉ cần một cú đệm bóng chính xác thôi thì mọi thứ sẽ rất vất vả với Đặng Văn Lâm. Bây giờ thì Công Phượng đã có cơ hội chạm bóng. Với một lối chơi mà đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện ở những phút cuối, đó là phòng ngự và phản công, thì những mũi khoan phá từ phía Công Phượng và Hà Đức Chinh sẽ rất được hy vọng. Thời gian đang trôi đi và đội tuyển Việt Nam đang có ưu thế về mặt tỷ số. Alvaro Silva liên tục là bóng dài được nhồi lên. Đó cũng sẽ là kịch bản trong những phút còn lại của trận lượt đi này, khi đội bạn sẽ cố gắng đưa bóng một cách nhanh nhất tiến về khung thành của Đặng Văn Lâm. Một trận đấu làm tiêu hao rất nhiều thể lực của chúng ta, nhưng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững. Young husband. Những cầu thủ như là Đức Huy hay là Hùng Dũng ở giữa sân luôn muốn kèm sát đối với những cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt bên phía Philippines như là Stefan Strock, Alvaro Silva. Đội chủ nhà bây giờ chỉ có một cách duy nhất là đưa bóng ra biên. Và tập trung vào vị trí của Strong, người có thể tạo ra những đường truyền mang tính khác biệt. Tình huống tấn công, bóng gần như đều qua chân cầu thủ áo số 17 của Philippines. Srop cũng là người thực hiện quả đá phạt. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đang hô rất to về việc bắt người. Người đánh đầu là Đức Chinh. Tiếp tục là Srop. Cú chào bóng rất khó chịu. Những quả chào bóng điểm rơi của số 17 bên phía đội tuyển Philippines trong hiệp đấu thứ hai này mang đến khá nhiều những khó khăn dành cho Đặng Văn Lâm và các đồng đội của mình. Và chúng ta cũng thấy sự ảnh hưởng của Srop cũng ảnh hưởng tới tầm hoạt động của Trọng Hoàng hoặc Văn Hậu. Trong hiệp 1, khi Srop đá bên phía cánh phải thì Văn Hậu gần như không dâng cao. Sự hiệu quả của Văn Hậu trong mặt trận tấn công là những đường truyền dài, khi đó Trọng Hoàng dâng cao nhiều hơn. Nhưng sang hiệp 2, khi Srop chuyển sang cánh trái thì Trọng Hoàng lại ít dâng cao. Nhưng sự thú vị là hai hậu vệ biên, hai cầu thủ chạy cánh của chúng ta đều là những người mở những đường truyền dẫn tới những bàn thắng. Cú
phút 86 rồi và sẽ phải đặc biệt coi chừng với những phút cuối cùng từ phía đội tuyển Philippines. Công Phượng giải nguy tốt. Đó là pha tham gia phòng ngự của Đức Trinh. Phút 87 và đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng một quả đá phạt lên. Hai bàn thắng trên sân khách, một thành quả rất lớn nếu như đội tuyển bóng của chúng ta tiếp tục duy trì cho đến những phút cuối cùng. Huy Hùng sẽ góp mặt, cũng sẽ là lần đầu tiên Huy Hùng góp mặt giống như Đức Trinh. Có thể sẽ là sự nhường vị trí của Đức Huy hoặc Hùng Dũng. Quả ném biên thuộc về đội tuyển Việt Nam sau tình huống pha bóng của De Muga. Quế Ngọc Hải. Trong những phút cuối trận thì một đường bóng như vậy là khó đối với Trọng Hoàng. Người rời sân là Quang Hải. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng đây là một trận đấu mà tầm hoạt động của Quang Hải là rất rộng. Và sự ảnh hưởng của cầu thủ áo số 19 được thể hiện trong những tình huống đội bạn phải phạm lỗi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Quang Hải không đá trọn trận đấu. Đây là một sự thay đổi theo chúng tôi là hợp lý để tăng cường thêm sự chắc chắn cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Và Quang Hải cũng đã phải nhận một thẻ vàng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhìn chung đó là một sự thay đổi người hợp lý. Đức Trinh, Đức Trinh phía trong một cầu phạt, không vào. Thêm một cú đá nữa của Đức Trinh sau khi cầu thủ này được vào sân, và có thể thấy rằng tốc độ và sự cạn lướt của Đức Trinh chắc chắn là phù hợp với một lối chơi mà đội tuyển Việt Nam đã phòng ngự phản công. Những sự thay đổi chất lượng đang cho thấy là trong tay huấn luyện Park Hang-seo có nhiều sự lựa chọn về mặt con người để phục vụ cho những mục đích chiến thuật của mình. Vẫn còn. Rất hay. Cú lắc không tuyệt vời. Vẫn còn. Hùng Dũng. Có phương. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Và đội tuyển Việt Nam đã dâng lên một đội hình rất cao trong tình huống vừa rồi. Nhưng chúng ta cũng sẽ lùi về rất nhanh khi đội bạn tấn công. Và đó lại là những sự bất ngờ khác nữa mà đội tuyển Việt Nam dành cho đối thủ. Nếu như tỷ số là 3-1 thì đó quả thực là một trận đấu và một kết quả ấn tượng đối với đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ là những phút giây đá bù giờ. 3 phút bù giờ trong hiệp đấu thứ hai. Bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng trong hiệp đấu đầu tiên là một bài học với chúng ta. Những sự xuất hiện của Huy Hùng, của Đức Trinh hay của Công Phượng đều nằm trong tính toán của Lee Park Hang-seo. Lại là Đức Trinh. Sau khi Huy Hùng vào sân thì người có thiên hướng dâng cao hơn là Hùng Dũng. Cũng chính Hùng Dũng là cầu thủ đã có mặt ở trong một tình huống ở bên phía cánh phải và căng ngang vào trong, suýt nữa khiến cho cầu thủ Philippines đá vào lưới nhà. Hùng Dũng
Tranh chấp tốt và được cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Công Phượng! Khi hậu vệ đối phương đã mất thể lực thì Công Phượng qua hết hậu vệ rồi tới thủ môn đối phương, nhưng cú sửa bóng cuối cùng lại không chính xác. Quá đáng tiếc. Chính trong những phút cuối này thì đội tuyển Việt Nam lại tạo ra những cơ hội cực kỳ thuận lợi để có thể nghĩ đến việc có thêm bàn thắng thứ ba trong trận đấu. Và đó là thời cơ dành cho những cầu thủ mới vào sân ở trong hiệp 2. Pha bóng hay của Đoàn Văn Hậu. Bây giờ đến lượt Công Phượng. Thêm một cú dứt bóng nữa của Công Phượng. Đúng là đội tuyển Việt Nam đang có rất nhiều những sự lựa chọn. Và thành quả của một tập thể đã gắn bó cùng nhau trong suốt một năm vừa qua, với những cầu thủ chất lượng từ các lò đào tạo, từ những câu lạc bộ có chiến lược rõ ràng. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ này cũng đã có những kế hoạch tốt để phát huy được thế mạnh từ những cầu thủ của mình. Và nó đã thể hiện rất rõ sự gắn kết trong cách chơi và đặc biệt là kết quả. Và một lần nữa chúng ta cũng đã thấy được tài cầm quân và đưa ra những chiến thuật hợp lý trong từng trận đấu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông đã thử nghiệm rất nhiều những vị trí ở trong trận đấu gặp Campuchia. Và ở trận đấu ngày hôm nay thì Huy, Hùng Dũng và Đức Huy đều đã thành công. Không vào! Cú đá đầy bất ngờ của Đoàn Văn Hậu. Cái chân trái của Đoàn Văn Hậu có thể làm nên nhiều chuyện với hòa như vậy. Tiếng còi kết thúc trận đấu lượt đi bán kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam đã vang lên. Có thể chúc mừng cho Park Hang-seo, cho các học trò của mình và chúc mừng các huấn luyện viên Việt Nam của chúng ta khi chúng ta giành một lợi thế không hề nhỏ trước trận bán kết lượt về. 2-3 thắng trên sân khách với những pha lập công của anh Đức, của Phan Văn Đức ngày hôm nay sẽ có giá trị rất lớn. Một thành quả xứng đáng cho nỗ lực, cho sự cống hiến hết mình của từng cầu thủ và sự hợp lý trong cách dàn dựng lối chơi của Park Hang-seo. Và tại thành phố Bacolod, thành phố của những nụ cười, thì các cổ động viên Việt Nam quả thực đang là những người cười tươi nhất ở trên sân khi được chứng kiến một trận đấu quả cảm, xuất sắc và bình tĩnh của các cầu thủ chúng ta. Tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu ngày hôm nay là một kết quả xứng đáng và tuyệt vời với nỗ lực và sự quyết tâm của các cầu thủ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai đội tuyển Philippines và Việt Nam của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ còn được tiếp tục với những phân tích và bình luận và những phản ứng của những người trong cuộc ngay sau đây ít phút của chúng tôi.